Ơi, hello nha. Mình quay mến chào cô chú anh chị các bạn. Đây mình quay đi ra đồng quay mấy cày. Gặp được con pho 5.000 nè. Nó đang cày lợn trồng mì. Quay ghi hình lại cho cô chú anh chị các bạn xem cho vui. Đó, nó chạy lên tới à. Dàn chảo mới cáo luôn, mới mua nè, dàn xe cam lét mới mua của Chính Bình. Mang 6 chảo. Nó tài nói mua 30 triệu á, của Chính Bình đó. Quá đẹp, quá đẹp. Dàn cày của Chính Bình nữa các bạn. Đây, dàn chảo Chính Bình.
con này 5.000. Bo lời, bo bời. Con này tới giờ là ổng nuôi được mấy con vợ. Cái này làm nhà. Ủa anh, cái dàn cài này mua 2 mấy triệu không? Con này 30 18, 9, 16, 9, 30 hả? Cái bánh nó bự quá ha. Bánh độ lên đó. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Bye.